Ok, xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên test trả hàng anh khách người Mường Khương Lào Cai. Một khẩu Kodo Talon cấu hình tầm trung, giá là 4.700.000. Thì em sẽ làm một cái video test tâm để cho anh em và các bác xem độ ổn định của cây súng này nhé. Đấy. Thì đây là một khẩu Kodo giá 4.700.000 em nhé. Thì kính đây tâm kính của kính ngắm Discovery hàng VTG đây. Đấy, thì sau đây em sẽ test xong rồi anh em cùng đón xem nhé. Ok, đây là tâm kính của kính ngắm Discovery hàng VTG 3-9x40. Khi đắc có kính này thì có đèn hồng tâm bắn ngày và đêm cho anh em nhé. Đó, anh em thấy này. Đấy, tâm kính dấu cộng cực kỳ dễ bắn nhé. Thì sau đây em sẽ test ở cự ly là 45m để cho anh em một bác cùng đón xem. Đấy, anh em cùng theo dõi em test tâm của khẩu Kodo này nhé. Đấy, 45m thì em sẽ test chuẩn tâm cho anh em và các bác xem nhé. Rồi, em sẽ bắn cái điểm này nhá. Một viên này, em thấy chưa? Rất chi là ok luôn nhá. Viên thứ hai này. Ok chưa anh em? Đấy. Tiếp theo này. Viên nữa này. Nói chung là những cái cây súng mà bên em gửi xe mà thì em sẽ test chuẩn chỉ cho anh em. Đấy. Em nào mà yêu cầu thì em sẽ làm video trả hàng cho anh em qua Zalo. Còn anh em mà không yêu cầu tin tưởng thì em sẽ cứ test chuẩn chỉ xong rồi gửi xe cho anh em. Và anh em chỉ việc bóp cò đi săn nhé. Run tay hơi lệch sang phải này. Thì em sẽ bắn luôn cái điểm đấy để đục lỗ cho anh em xem luôn này. Đây, sẽ tạo một cái điểm mới để bắn đục lỗ cho anh em cùng xem nhé. Ok chưa anh em? Đấy. Thì em sẽ bắn đục lỗ cái điểm đấy luôn. Đấy. Cho anh em xem. Bắn đục lỗ này thì anh em phải giữ in tay. Bởi vì lỗ này nó chỉ bằng viên đạn thôi em nhé. Ok cho anh em. Đục lỗ nhé. Đấy. Chuẩn chỉ chưa? Một cây súng 4.700.000 mà anh em bem mồi ở cự ly là 50-60m là đục lỗ như này. Thì anh em cứ săn mồi cự săn những con chim sẻ, chim cà mào cự ly 50-60m là chuyện bình thường không nhá. Này. Run tay thế nhỉ. Lại này. Viên vừa xong rồi hơi run tay này. Ok chưa anh em? Đấy. Nói chung là cái súng nó ổn định. Thì anh em bắn anh chỉ cần giữ im tay thôi là ok hết em nhá. Đây. Còn đây là cấu hình của cây Kodo này. Thì em sẽ tháo ra và giới thiệu chi tiết cho anh em và các bác cùng đón xem luôn. Đấy, video thực tế em nhé. Đấy. Rồi. Đây. Khẩu Kodo Talon. Cấu hình là 4.700.000. Em và các bác cùng theo dõi đây. Tháo anh hộ anh cái lăng kính nhá. Rút lăng kính nhá. Đấy. Em sẽ tháo lăng kính ra và giới thiệu cho anh em cùng xem nhá. Đây, khẩu Kodo Talon. Cây này thì đang đi cành là cành TK Hồng Kông bản 14 inch anh em nhé. Em nào mà muốn bem mồi cự ly xa hơn thì mình có thể là sử dụng cành bản dài hơn là cành bản 20 inch. Đấy. Cành dài 20 inch thì lắp lên cây nó sẽ dài 1m1 cho anh em. Còn hiện tại một cây Talon như thế này là 4.700.000 thì nó sẽ dài 85cm. Anh em thích dài hay Talon thì giá tiền nó đều bằng nhau. Talon như này mà em vẫn bao cho anh em ở cự ly là 50-60m là chuẩn tâm. Thì cự ly em vừa test cho anh em đó là 45m là chuẩn tâm. Đấy. Là anh em thấy quá là ok chưa? Đấy, Kodo Talon cấu hình chỉ 4.700.000 thôi mà bên em cự ly là 45m mà cứ đục lỗ như thế là quá là ok luôn. Nếu mà những cái ví dụ như những cái mục tiêu như thế này thì 50-60m là chuyện bình thường đúng không em? Đấy, hoặc là những con chim trà mào, chim sẻ, cò hòa kiếc thì 8-90 là chuyện bình thường. Cấu hình ở cây này thì hiện tại em đang lắp ở đây là một cấu hình đó là bình nhôm 0.35 này. Đấy, van thì van cờ đi két bản chuẩn công ty UN. Combo khung cò ruột tay cầm gỗ, khung là khung tròn, tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen. Giảm âm sumo định à xin phen lỗi anh em nhé. Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi. Em nào mà lắp giảm sumo thì thêm 100.000. Đấy. Cành là cành TK Hồng Kông bản 14 inch, 10 không tuyến cắn kẹo trì 5.52. Kính ngắm Discovery hàng VTG 3-9x40 Iraq. Kính này thì có đèn hồng tâm bắn buổi tối cho anh em. Đấy, đèn hồng tâm đây. Và kèm theo đấy là gài sóng bên kẹo đây. Anh em đi rừng đi núi nhá. Mai ngủ kẹo đây. Em đi rừng đi núi thì mình có thể là gài kẹo vào đây. Đấy. Gài kẹo vào như này. Đúng không em? Đấy, mình gài kẹo như này. Khi nào mình thấy
mục tiêu mình có thể rút kẹo ra và nhét vào vào em các bác nhé. Đấy, cài kẹo như này. Đấy, kẹo thì là kẹo chì. Khi mà anh em mua nguyên cây thì ở shop sẽ tặng kèm cho anh em, đó là một hộp kẹo chì như này. Một hộp kẹo chì này khoảng là hơn 300 viên để anh em về chơi bè mồi thoải mái các bác nhé. Khi gửi xe là sẽ bơm sẵn bình hơi cho anh em. Đấy, nên là anh em nào có nhu cầu mua bán thì gọi điện trực tiếp cho bên shop qua hai số, qua số điện thoại em để trên biển kia. Số điện thoại kia thì có Zalo và Telegram để em có thể là kết bạn Zalo. Bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm các bác nhé. Xuống thì có rất chi nhiều cấu hình. Đấy, từ cấu hình thấp, cấu hình cao, cấu hình trung. Đấy, còn đây là mẫu mà bên shop là bán rẻ nhất. Còn những cái mẫu rẻ hơn nói luôn em sẽ không bán, bởi vì cái gì nó phải chơi được cơ. Đấy, em test nó không chơi được thì em sẽ không bán. Còn những cái khẩu như thế này là chơi được, bên em test ok cho anh em cự ly 50-60 mét thì em mới bán ra cho anh em để anh em về chơi các bác nhé. Súng ống thì mua về phải chơi được, chứ còn không chơi được thì tốt nhất là không mua nhé. Mua về, nhớ anh em mua về em bảo là anh ơi không chơi được đâu cái này kia thì cái đấy tốt nhất là anh em đừng có mua. Đấy, mua là phải có video thực tế, test tâm cho anh em xem, test chuẩn chỉ cho ok cho anh em xem. Đấy, như thế này thì mới là hàng chơi được. Còn những cái hàng vớ vẩn kia thì tốt nhất là anh em không nên mua. Đấy, có anh em nào muốn mua cấu hình cao hơn thì bên shop vẫn có để phục vụ cho anh em. Nói chung là từ những cái khẩu cấu hình thấp như thế này cho tới cấu hình cao Epic Termiaton, Epic Viva Lỗ, cấu hình cao vút. Đấy, anh em cần cấu hình nào thì liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại kia. Đấy. Còn về hình thức vận chuyển thì nói luôn là gửi xe nhá, gửi xe nguyên cây. Còn anh em nào thích gửi ship thì chia đơn gửi ship và anh em tự lắp ráp, tự cân chỉnh. Em sẽ test cho anh em xem cái van, cái cảnh có chuẩn chỉ không. Còn những cái phụ kiện bình, kính rồi ấy thì anh em về anh em tự lắp ráp. Còn bảo hành thì lỗi 1 đổi 1 nhá. Nghĩa là về anh em mua chơi cô không ok, tất cả những phụ kiện này anh em đều được đổi trả. Đấy, tránh tình trạng hỏng chảy xước là được. Ví dụ như cái kính này mà chảy xước thì không đổi này. Đấy, van thì có thể đổi các bác nhá. Đấy. Nên anh em nào có nhu cầu mua bán thì gọi điện trực tiếp qua số điện thoại kia nhé. Video ngày hôm nay cũng xin phép anh em và các bác kết thúc đây. Xin chào và gặp lại các bác ở video sau nhé.